Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Gearshop. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp và trên tay giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới đến từ nhà Rabu. Đó là chuột VT9 Pro Mini. Thì thực ra nó là mã VT9 Pro á, dòng gaming mới nhất của nhà Rabu, khá là cao cấp luôn. Nhưng mà nó sẽ có hai size là size thường và size mini. Đây, thì trên tay mình đang là phiên bản size mini. Mình sẽ mở hộp cho các bạn xem bên trong nó có gì và con chuột này nó có những tính năng đặc biệt nào ha. Rồi, mở hộp ra thì ra con chuột này mình đã mở ra và mình đã test rồi để review cho các bạn xem. Đó, mình đã bung hết ra luôn rồi, cho nên các bạn sẽ thấy con chuột nó sẽ không còn được mới như lúc khui hộp. Đó, nhưng thực ra khi mà các bạn mua thì là hàng mới nguyên siêu ha. Đây, chúng ta sẽ có một con chuột và một cái đầu hub USB. Cái hub nha, cái này cái hub. Và một cái hộp, trong đó có những gì? Thứ nhất, các bạn sẽ có được thêm một cái bộ fit chuột, bộ fit mới, cùng với đó là hai miếng dán grip tab dành cho con chuột và một giấy hướng dẫn sử dụng. Lần này thì Rabu trang bị nhiều hơn, option nhiều hơn. Rồi các bạn thấy ha, có grip tab sờ khá là thích luôn nha, grip tab sờ khá là thích luôn. Và cùng với đó là một bộ fit chuột mới, thì lát nữa mình sẽ thay luôn cái fit chuột. Từ này mình đã khui ra và mình kiểm tra bên trong nó ngon như thế nào rồi ha. Rồi cùng với đó là một cái sợi dây USB Type-C có mã vàng nha các bạn, có mã vàng USB Type-C. Đây, USB Type-C có in logo Rabu và có mã vàng hai đầu. Đó, rất là đẹp. Và cái dây USB này tuy là nó bọc dù nhưng mà nó khá là mềm, khá là mềm, cho nên nó không ảnh hưởng đến cái việc khi các bạn cắm sạc và xài thì các bạn sẽ cảm giác nó không có bị vướng. Thì đây là dòng Rabu VT9 Pro với thiết kế là đối xứng hai bên, dành cho những bạn nào phù hợp với kiểu cầm là Cloud hoặc là Finger. Đây, Cloud và Finger. Đây, mình sẽ có thứ nhất là phần 5 phần fit chuột ở dưới, sẽ có một nút gạt on và off cùng với lại một cái nút chỉnh DPI ở đây. Trên phía trên chuột á, thì chúng ta sẽ thấy là có hai cái nút để chỉnh, đây, tăng giảm DPI luôn, một cái con lăn và một cái khe để cất receiver bên dưới. Đây, cất khe receiver và cái nắp đậy của nó. Thì nếu mà các bạn đã xem cái video về chuột VT760 của Rabu rồi, MT760 rồi của mình đã từng làm, thì các bạn biết cái nắp đậy này có tác dụng là các bạn có thể mua được một cái phần sạc không dây của nó để bạn gắn vào, và các bạn có thể sử dụng sạc không dây bằng những cái đế sạc không dây của điện thoại, hoặc các bạn có thể mua một cái bát chuột sạc không dây của nhà Rabu để có thể sạc được luôn. Cho nên mình thấy đó là một cái cách làm về của Rabu trong cái hệ sinh thái của họ khá là tuyệt vời. Về phần cấu hình thì con chuột này sử dụng cảm biến là bi sạc 3395, dòng cao nhất hiện tại của bi sạc. Mặc dù bi sạc có ra một cái dòng mới hơn nữa nhưng mà chỉ có trên cái con V1 của Rabu thôi, hiện tại mới nhất con V1 Rabu, và hiện tại ở thị trường Việt Nam thì nó chưa có về hàng luôn. Cho nên đây được xem là cái phiên bản mà 3395 mà dòng cao cấp nhất, phổ thông nhất và cao cấp nhất hiện tại. Chúng ta sẽ có hai phần lít chuột. Cái phần lít chuột này theo nhà công bố sản xuất công bố nó có thể lên đến 80 triệu lần nhấn nha các bạn. Cùng với đó là hai nút back và forward. Các bạn sẽ thấy là cái phần nút back và forward này á, họ làm bằng cái lớp bằng miếng nhựa bóng và nó có ánh kim lên nhìn rất là đẹp. Ở đây chúng ta sẽ có cái logo Rabu. Tuy nhiên á, thì cái phần chuột này thì mình thấy là nó sẽ không có cái phần đèn. Với một con chuột gaming mà mình thấy nó không có đèn, nó chỉ có đơn giản hay thôi, không có đèn gì hết, thì làm giống như là những cái dòng chuột đang hot trên thị trường hiện tại, là họ cắt bớt tất cả những cái option làm cho con chuột nó nặng đi. Và là cái Rabu cũng làm vậy, họ cũng cắt những option đó đi để làm cho con chuột nó trở nên nhẹ hơn. Mặc dù gọi là nhẹ nhưng mình cảm giác nó sẽ hơi bị nặng cái đầu. Bạn thấy ha, mình cầm đây nó sẽ bị nặng cái đầu, nặng cái đầu, có thể là do cục pin nó nằm ở phía trước cho nên là nó hơi nặng đầu. Phần pin của chuột Rabu thì mình thấy nó khá là nhiều luôn, 800 mAh, cho đến thời lượng sử dụng pin á thì theo nhà sản xuất công bố lên đến 120 giờ liên tục,
Cho nên các bạn có thể sử dụng thoải mái để chơi game với thời lượng gần một tuần rễ mà không cần phải sạc pin. Rồi, về phần cảm giác chơi và sử dụng thì Rabu có trang bị cái phần mềm của Rabu để có thể tùy chỉnh cái mức DPI từng mức các bạn yêu cầu. Tuy nhiên là cái phần mềm của Rabu thì các bạn thấy là nếu mà những bạn sử dụng Rabu rồi thì các bạn thấy là cái chức năng tùy chỉnh sâu nó không sâu bằng những hãng chuyên làm chuột gaming nổi tiếng trên thế giới. Nhưng với cái mức điều chỉnh cơ bản về dip up, về DPI, về respawn thì mình thấy nó khá là ok rồi. Cho nên là mặc dù nó không sâu nhiều nhưng mà mình thấy như vậy khá là ok luôn. Có cả chỉnh macro luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ thay thử cái đế này cho các bạn xem. Bạn chỉ việc mua thêm một cái phần đế sạc này. Đây, với giá có 200.000 thôi. Và bạn chỉ việc thay vô là các bạn đã có một con chuột sạc không dây tương đương với những con chuột xịn nhất của các hãng khác với giá trên 2 củ. Đó, mà các bạn chỉ bỏ ra với mức giá bằng phân nửa. Thì sẵn tiện đây mình sẽ mở hộp và trên tay luôn cái phần bát chuột không dây này. Và sau đây mình sẽ mở hộp cái phần bát chuột RGB có chức năng sạc không dây của nhà Rabu. Thì đây là mã V10 RGB ha các bạn. Thực ra là cái bát chuột này á được hãng sản xuất cách đây hơn 2 năm rồi. Và khi đó hãng đưa ra cái bát chuột này với mục đích là để dành sạc những cái điện thoại có chức năng sạc không dây. Tuy nhiên lúc đó thì hãng lại chưa ra cái con chuột và có những cái option sạc không dây này. Cái này là mới ra nha các bạn, mới ra trong năm nay thôi đó. Thì bây giờ mình sẽ được áp dụng và sử dụng với cái bát chuột này để thành một cái combo chơi game không dây đúng nghĩa luôn. Đây, đây là cái phần bát chuột của mình. Nó là một cái bát cứng với mặt chuột là mặt nhựa cứng luôn nha. Có cái phần đèn led viền, mình thấy nó khá là liền lạc và chỉnh chu. Đây, với hai cái nút bấm, mình có hai cái nút bấm là bật tắt đèn và chỉnh, cùng với là bật tắt sạc. Và đây là cái logo Rabu. Mặt dưới của chuột, bát chuột thì mình sẽ có nguyên một cái phần đệm cao su khá là êm và chống trượt. Đi kèm với cái bát này thì tất nhiên chúng ta sẽ có luôn một cái sợi dây cáp. Dây cáp của nó là dây cáp USB Type-C luôn nha các bạn. Rồi, ở đây mình có một cái cục sạc dự phòng và mình sẽ test thử cho các bạn xem là cái bát chuột này nó có sử dụng được không ha. Đây, cắm sạc dự phòng lên thì vẫn sử dụng được bình thường. Đây, các bạn sẽ thấy cái phần đèn led. Ta sẽ có chức năng là chuyển đổi đèn led. Đây, chuyển đổi cái chế độ đèn led. Rất là nhiều chế độ luôn. Và tăng giảm độ sáng của đèn led. Đây mình sẽ có chức năng là báo sạc không dây ha. Hiện tại đây mình đang có một cái đế sạc không dây với con chuột rồi, mình sẽ thử ha. Đặt vô. Đó, khi các bạn đặt vô thì các bạn sẽ thấy là cái phần đèn báo sạc chỗ này nó sẽ ra cái màu đỏ. Thì khi này là con chuột đã được sạc. Và các bạn chỉ việc dời ra là cái bát sẽ báo ngừng sạc. Và khi này cái con chuột nó cũng sẽ báo sạc luôn. Đây, các bạn thấy rất là tiện luôn. Mình thấy khá là hay. Bạn có một combo chơi game đúng nghĩa là các bạn chỉ việc chia chuột và chơi. Chơi xong các bạn chỉ để lên một góc là con chuột được sạc. Các bạn không cần phải nghĩ đến việc là phải cắm dây khi nào hết pin, cắm dây. Mỗi lần sử dụng xong các bạn cứ việc để qua đây. Sạc, khi sạc đầy thì cái sạc sẽ tự ngắt ha. Con chuột sẽ tự động ngắt sạc. Và khi mà các bạn chơi, các bạn cứ di thì chuột thoải mái, các bạn không phải lo nghĩ gì hết. Đó, mình thấy cái Rabu này họ ra một cái hệ sinh thái khá là hay luôn. Ví dụ như mình thì mình sẽ chơi game và làm việc, mình sẽ mua hai con này với một cái bát này. Ban ngày thì mình làm việc với con chuột này, làm việc khi nào mình là cần làm việc nhiều và ấy thì mình cầm chuột này với cái cảm giác cầm nó khá là thoải mái, mình không bị mỏi tay. Và cái mình có thể đảo cái này qua đây. Đó, các bạn chỉ việc đảo cái này qua đây. Và các bạn để vô là chuột cũng được sạc. Các bạn chỉ để ngay đó, đó là được sạc, đèn báo sạc ở đây. Và khi tối các bạn chơi game thì các bạn chỉ việc lấy con chuột này các bạn chơi. Đó, rất là tiện luôn, mỗi lần làm việc và chơi game các bạn chỉ việc để lên là nó được sạc. Nếu mà các bạn muốn trải nghiệm những cái sản phẩm này thì mời các bạn đến ngay shop để được trải nghiệm những sản phẩm cao cấp nhất đến từ nhà Rabu. Và các bạn có những thắc mắc nào về sản phẩm của Rabu thì các bạn cứ comment ở bên dưới, bên mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn.
Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe channel của GearShop. Nhớ bấm nút chuông để theo dõi những video mới nhất đến từ GearShop nha các bạn.